gặp nhau không? Bữa gặp nhau nhắc lại cho em sơ sơ, tại vì kia em đi làm nhiều quá. Em sân khấu á, lô tô Tâm Thảo. Ở đâu? Bạn của Khánh á. Bạn của Khánh. Bạn của Khánh nè. Bữa nay đi hát của bên Tân Bình đúng không? Khánh nào rồi? À rồi nhớ rồi. À, Tết quê nhà quay hôm bữa quay cái gala Tết. Đúng rồi. Chị gặp em ở đó đó. Sắc. Hôm bữa chị ngồi đâu? Ngồi đâu? Chị hát luôn đó. Chị hát được trước em á. Trời ơi, tại bữa đó mà trang điểm rồi không ra nó bà nội. Nhưng mà vẫn đẹp nha, tươi xanh với áng như lửa, lửa nè. Trời ơi. Ngon không? Để trời. Thế nào đừng chân lên đừng chân lên phim nữa. Anh ơi, anh đừng lên phim, anh lên giường với em được không? Ê. Em mệt quá. Chị em mệt gì nè. Câu câu mà silicon nó bò. Ít bò thì có tôi nên mình nghĩ tâm ăn cá viên chim chứ ít bò. Thánh thần ơi là trời. Ăn này ngon nè, ở trong cái bốc hôm nay. Tin em đi không có sai đâu. Nãy giờ đi qua đây hai lần rồi đó mới là biết được là thứ ba là cái ngon hộ gì đó hả? Rồi em nhớ rồi, hình như anh chị ngồi nghe đường đi đúng không? Đúng không? Ngồi nghe hàng 3, hàng 4 giữa giữa đúng không? Hôm bữa như chị Máu dài vàng gì đó, có gì hồng á, em nhớ rồi, nhớ rồi. Giống như nhắc đột ngột quá không nhớ mà từ reset đầu lại. Cái gì vậy nè, cái nỗi anh gì vậy? Em biết em bán cái gì vậy? Chữ vậy sao để được trời. Mặt khẩu đi hoàng phục hay là kiểu nằm trong gọi là trục thành. Trời ơi, xui trời. Đang bận qua nằm trong trục thành. Anh đừng có nói vậy, buồn quá. Ví dụ anh thích gì thì tới anh kêu bạn ngủ sớm đi để qua sao. Anh chị gấp coi trên mạng biết địa chỉ ở đây hả? Mình phòng thì làm gì mình diễn nhưng mà do là diễn ra bị lên hát gì đó hả? Ừ.
đó là dịu dàng như bò. Chỉ có tụi em là kỷ niệm thôi, còn tụi anh là bạn kia. Nó quá. Chị hát biết rồi sẽ có một cái sở thích từ từ rồi. Chị tại vì là bả học trường Thầy Nam học trò cũng là thân hết, thầy cũng là thân hết rồi, cho nên một rồi đó là mà đi hát Thầy Nam thì biết được thân rồi. Nó ăn cái mồi nhẹ, ăn xong nhẹ. Nè, cũng được. Thôi tới sàn này đỡ đi. Ở trong cái lúc mà hát cho một trà ở mình bình đó. Lúc thêm mà hát cho Thầy Nam. Qua làm cho một thanh, bạn nào bị hát mình bình. Dạ đâu, hát này đợi đi. Ủa, quá không ăn. Chồng em cũng đi đánh. Chị em ơi, chị chơi thì chúc người ta. Chị cười gì vậy? Cái chuyện mà chị muốn hay không là chuyện của chị. Anh hùng rồi, trời ơi đừng có miễn cưỡng nữa. Đừng bắt anh khó xử gì tôi nó hiền, nó chán dễ sợ. Em ở trong chuyện đúng rồi, đúng rồi, Hoàng Anh đó. Của tập đoàn Hoàng Anh. Cái này Quảng Anh 1, Quảng Anh 2, Quảng Anh 3 là cái thời đầu nhất. Xong cái đồng mới ra thành Bình, mới ra này cái. Nếu Quảng Anh không anh cứ cường lên, Quảng Anh là Quảng Anh ra với cua lên trên này. Không, cái này cũng là Quảng Anh. Cường lên là Quốc Cường. Cường Gia Lai. Làm cái đó là ở bên cái quý nhà bè. Đánh qua bên bệnh đó, là mới là cuộc bọn này là tập đầu. Xưa là thời đầu nhất, là Quảng Anh 1, 2, 3. Học đôi của em giờ đây. Không. Nhà 3 phòng đang 2.5 triệu. 3 phòng. 2 phòng. 2 phòng là tầm 2.4, 2.5. Không thì không, cái đoạn này nó dễ tù thôi. Nó đây nó nếu mình tính theo cái giá thì là nó thấp, tính về giá thì là nó thấp. Thật sự ở đây á, đi ra trung tâm nó vẫn còn gần, chấp nhận được, cho nên thành thử ra em ở riết thì em không có đi. Chưa mấy lần cũng dọn rồi đó, nhưng mà cái giá vậy đó, cái giá tôi nó cũng còn rẻ rồi, đi ra cũng rất gần. Ví dụ giờ mình đang ở đây nó có 10 triệu, 11 triệu mà nhà 2-3 phòng. Ví dụ mà bây giờ mình đẩy vô Sunrise hoặc là mình đi ra Goldwyn cái là mắc quá, mình ở mình ngán tiền liền. Cái mình thấy này nó cũng đi gần được. Thôi trời ơi. Với lại phía chung cư thì nó được. Chắc ảnh hỏi chung cư ảnh mua cho em cái mất tiền. Em với anh có nhà riêng rồi mà. Hai đứa em có căn biệt thự ở bên đâu phải Dầm Cống gì á. Biệt thự ở đâu? Nếu mà đi được. Hả? Đến chị đi đi. Đến đi đi nhà. Hello. Em là Bội Nhi. Đây là Bội Nhi. Dạ. Nãy giờ thấy anh ngồi mà chưa có vô giao lưu rồi. Em không biết ai là chị, ai là Bội. Người hỏi anh. Bữa nay anh ngủ trong một với hai đứa. Anh ngủ một trong hai đứa có tự nhiên. Em nghĩ là tên ngủ siêu mi lần. Tặng em chay luôn. Ôi trời ơi, dạ anh cảm ơn. Ồ, nó được tặng nước hoa lắm nha. Xong rồi đó. Xong rồi đó. Cách bay. Chết rồi. Cách bay là của đàn ông mà. Sao tự nhiên anh tặng cho em? Chắc nói em còn con trai. Cái cốt em nó còn. Cái cốt em còn. Thánh thần ơi. Của Neo, nhưng mà hưởng cho em của Neo. Dạ, với em còn là con trai cho nên tặng em một chai nước hoa nam cho mọi người nha. Chị qua đây xong cái mới chạy qua bên Verdes và Phương gì đó.
á, hai có bán không mình? Thấy thấy chắc thấy có bán mà không thấy nó đâu. Nhiều khi bán đi xô. Cái đi xong rồi. Xong rồi. Mà giờ mình đang đang còn cái dư âm đó. Người bào xíu. Ai cũng về. Cái giòi mới dài. Với lại nói chung em thi thì em sẽ làm quán quân âm nhiều. Mọi người kêu em đi xe, đi thi đại sứ quân Mỹ đi kìa. Thôi đi trời, đừng có suối, đừng làm mấy cái chuyện kỳ cục đi trời. Thôi tôi yên đi. Suối tôi đi thi hoài à. Em thi rồi lỡ em làm quán quân mà sao em đứng bán cái viên chiên được. Lúc đó tao qua đây tao ủng hộ, tao để xe cái viên chiên xong luôn. Trời ơi, làm gì thầu anh em thì nó đi cái này. Giống như là tao cướp doanh nghiệp vậy đó. Ba mang là phải làm chủ gì đó. Đi tới đâu là nhìn thấy tiền đó. Thánh thần ơi, giờ em muốn làm chủ bên bởi mà em biết làm chủ gì không? Chủ dù. Em làm chủ đồ dù, ngồi tầm lùm. Không này đó mà địa là thấy bên kia á, em để cái lại. Ở đây có một cái mà nói chung ở đây vẫn còn dễ. Với lại thấy vậy chứ nó không có đông đâu. Nhưng mà ý là nói là em ở đây có một cái. Không ai làm khỏi em á. Chứ là một phần chắc có được nói, bạn có dùng mình có nói nhờ chỉ là tiền của quầy đâu có nói cái gì vậy.